Hello, xin chào Kem. Thì sau khi học bài bữa trước là khái niệm về hệ phương trình bậc nhất hay ẩn, thì hôm nay chúng ta sẽ đi giải những cái hệ phương trình này. Ok, và bài hôm nay sẽ đặc biệt không có lý thuyết mà chỉ toàn là bài tập và bài tập. Điều đó sẽ giúp cho các bạn không buồn ngủ và thể hiện được cái kỹ năng của mình. Đừng quá lo nhé, các em chỉ cần nắm chắc những cái quy tắc là dấu đứng liền với số này, rồi chuyển vế đổi dấu, thì anh tin rằng bài ngày hôm nay nó quá là nhẹ nhàng đối với các em luôn. Được chưa nào? Đấy, chúng ta sẽ cùng vào ngay nhé. Rồi, và để giải hệ phương trình thì giải hệ phương trình là cái gì? Thực ra giải hệ phương trình là đi tìm x và tìm y thôi. Đấy, mình sẽ đi tìm x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu, tìm x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu. Và để giải hệ phương trình thì thường có hai phương pháp chính, đó là phương pháp thế và phương pháp cộng đại số. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với phương pháp thế trước nhé. Phương pháp thế là gì? Không cần lý thuyết, vào bài tập minh họa luôn. Thì ở đây anh có hai cái ví dụ, thì hai cái ví dụ này là hai cái ví dụ cơ bản nhất để em hiểu phương pháp thế là gì, được chưa? Còn tí nữa vào bài tập thì nó sẽ phải biến đổi một tí cơ. Ở đây là hai ví dụ cơ bản nhất, được chưa? Rồi, ví dụ đầu tiên này, x bằng 3, còn ở dưới phương trình dưới là 2x trừ y bằng 5. Ok, em thấy là có hai phương trình đúng không? Theo sách giáo khoa mới thì khi trình bày ấy, mình sẽ nên mở ngoặc 1 này, mở ngoặc 2 này. Mở ngoặc 1, mở ngoặc 2 là cái gì? Thì thực ra nó là ký hiệu cho cái, đặt tên cho cái phương trình đầu tiên là phương trình thứ nhất, phương trình ở dưới là phương trình thứ hai. Đấy, đặt tên thôi, được chưa? Thì khi mà mình có x bằng 3, thì đây mình biết x bằng 3 rồi, thì mình chỉ cần đi tìm y thôi nhá, tìm y thôi được rồi. Đấy, x bằng 3 thì em có tìm được y không? Tìm được không nhỉ? Có đúng không? Mình chỉ cần thay cái thằng x này bằng 3 vào, sau đó thì mình tìm ra y cái một này, rất là dễ, được chưa nào? Đấy, và trình bày như nào cho chuẩn thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi trình bày nhá. Nào, mình sẽ ghi là thay này. Các em có thể dùng chữ thế hoặc là dùng chữ thay, được chưa? Thế hay thay đều được. Thì ở đây mình dùng chữ thay đi cho quen. Thay cái thằng này mình biết đề cho x bằng 3 rồi. Thay x bằng 3 này. Vào cái thằng nào? Vào phương trình ở dưới đúng không? Vào cái phương trình này để mình tìm y này. Đấy, vào phương trình thứ hai. Vào phương trình 2. Đã ghi rõ ra, thay x bằng 3 vào phương trình thứ hai thì ta có điều gì nhá? Ta có hai chấm này. Rồi, em thay x bằng 3 vào đây thì bây giờ mình ghi lại phương trình thứ hai nhá. 2 nhân với x, đừng có ghi nhân x nữa. Bây giờ x bằng mấy rồi? X bây giờ của mình đã bằng 3 rồi, đúng chưa? Đừng có nhân x nữa mà sẽ là 2 nhân 3, ok, trừ đi y bằng 5. Đấy, tới đây thì mình tìm y cực kỳ là đơn giản luôn. Chúng ta chỉ cần áp dụng những cái quy tắc chuyển vế đổi dấu là xong. 2 nhân 3 thì là 6 này, 6 trừ y bằng 5. Rồi, đây là dấu trừ, trừ y. Mình cần tìm y thì mình sẽ giữ y bên tay trái, giữ cả trừ y bên tay trái. Ở đây là dương 6, dương 6 mình sẽ đáp qua tay phải thì nó sẽ chuyển thành là trừ 6, được chưa? Chuyển vế đổi dấu. Ok. Rồi sau đó thì 5 trừ 6 thì nó sẽ là âm 1, và bỏ dấu trừ đi của cả hai vế thì y của mình sẽ bằng dương 1. Đấy, ví dụ đầu anh làm kỹ một tí. Và mình sẽ kết luận như nào? Vậy cái hệ phương trình, đây là một hệ phương trình nha. Hệ phương trình này có nghiệm gì? Có nghiệm, đấy, mình sẽ ghi đầy đủ ra, tí nữa mình sẽ ghi tắt sau nha. Có nghiệm, nghiệm của hệ phương trình nó là một cặp, được chưa? Một cặp x y, thì một cặp x y mình học bài trước rồi thì nó phải dùng ngoặc, ngoặc tròn nhá. Cặp số là ngoặc tròn, đấy, bên trong là dấu chấm phẩy. Cặp x y này bằng x bằng mấy? X bằng 3 để cho, và y bằng 1, được chưa? Đã. Thì đây là một cái ví dụ
cực kỳ cơ bản về sử dụng phương pháp thế, được chưa? Chỉ cần thế x bằng 3 vào với phương trình dưới là mình tìm được y là xong. Tiếp tục nhé, tiếp tục. Rồi, sang cái ví dụ này. Bây giờ đề không cho x bằng 3 nữa, mà đề cho là x bằng 3 cộng y. Đấy, các bạn theo kịp không? Có hiểu không nhỉ? Đấy, bình thường đây là x bằng 3, mình thay x bằng 3 vào đây luôn. Bây giờ x không bằng 3 nữa, x bằng 3 cộng y cơ. Đấy, 3 cộng y thì phải làm sao? Thì mình cũng làm y chang nhá, mình cũng sẽ làm y chang, cũng sẽ thay thằng x bằng 3 cộng y này vào phương trình số 2. Mình sẽ đặt cái này là phương trình 1, cái này là phương trình 2 này. Thay thằng x bằng 3 cộng y vào phương trình thứ 2. Ok, mình sẽ làm y chang cái này nhá. Thay này, x bằng 3 cộng y vào phương trình thứ 2. Tại sao mình phải thay như vậy? Tại sao? Ở đây là số thì các em thay vào để mình tìm y, đúng không? Còn ở đây x mình đã biết đâu, x chưa biết nhưng mà tại sao vẫn thay vào? Khi mà mình thay vào mình sẽ chỉ còn một ẩn y thôi. Đấy nha, mình sẽ cùng làm biết liền là thay x bằng 3 cộng y vào phương trình 2. Rồi, ta có này. PT2 là phương trình 2 nhé. Ở đây là 2 nhân x, đúng chưa? 2 nhân x. Đừng có ghi 2 nhân x nữa, anh xin các em đấy. 2 nhân gì? X nó thành gì rồi? 3 cộng y, được chưa? X nó đã thành là 3 cộng y rồi thì sẽ thành là 2 nhân cho 3 cộng y. Đấy. Nhưng mà nếu em ghi như này là sai đúng. Sai. Vì sao? Ở đây mình hiểu là x nó bằng 3 cộng y nên là mình phải có ngoặc chỗ này vào, được chưa? Nghĩa là 3 cộng y nó thành x rồi mới nhân với 2 nhá. Chứ nếu mà em không có ngoặc thì người ta sẽ hiểu là gì? Hiểu là 2 nhân với 3 rồi mới cộng với y. Thế là sai, đúng chưa? Ở đây là 3 cộng y trước nó thành x rồi nó mới nhân với 2. Đấy, nó khác biệt, được chưa? Thế nên là có ngoặc vào, nhiều bạn thiếu ngoặc là sai luôn, đi cả bài. Rồi mình thay x thành 3 cộng y vào đây. Thế vào đây là phương pháp thế đấy. Ở đây các em phải dùng từ thế nhé. Thế x bằng 3 cộng y cũng được đấy. Hoặc dùng từ thay. Thế hay thay đều cùng nghĩa hết, được chưa? Rồi trừ y nào. Ghi lại cái phương trình thứ hai thôi. Nhưng mà mình chỉ thế mỗi thằng x này thành cái thằng 3 cộng y là xong. Và từ đây mình giải tìm mỗi y thôi. Mình giải quá dễ luôn. Nhân phân phối vào là xong này. 2 nhân 3 này, 2 nhân 3 là mấy? Là 6 này. 2 nhân y này, 2 nhân cho dương y thì nó là dương 2y. Được chưa? 2 nhân với y thì nó vẫn là 2 nhân y, thì 2 nhân y viết tắt là 2y. Đấy. Trừ đi y này. Bằng 5. Rồi ok. 2y trừ 1y thì còn mấy y? Còn một y mà thôi nhá. Hai cái kẹo trừ một cái kẹo chỉ còn một cái kẹo thôi. Rồi đây là dương 6, mình chuyển qua đây thành âm 6, đúng chưa? 5 giữ nguyên nha, 6 chuyển vế đổi dấu. Rồi vậy thì y của mình sẽ là bao nhiêu? 5 trừ 6 là âm 1. Quá là dễ đúng không nào? Rồi và ở đây mình tìm được y rồi. Nó khác bài này chỗ nào? Bài này là người ta cho x, mình chỉ cần tìm y thôi. Bài này cũng cho x nhưng mà chưa biết x là bao nhiêu, đúng không? Mình cũng tìm được y nhưng mình vẫn chưa biết x bằng bao nhiêu. Thì tới đây mình lại phải thay ngược thằng y này lên đây để mình tìm x. Đấy. Thì tiếp tục mình lại thay thằng y này lên trên đây để tìm x. Thì mình lại ghi như nào? Thay này, y bằng trừ 1 vào phương trình nào để tìm x nhỉ? Các em phải thay vào phương trình này cũng được, hoặc mình sẽ thay vào phương trình này tìm cho dễ nhá. Vào phương trình 1 để tìm x. Ghi chung một dòng à, chết nhờ, lú thật đấy. Thay y bằng trừ 1 vào cái phương trình 1 này ta có này. Rồi ta có gì nào? X nó sẽ bằng 3 cộng y, nhưng mà bây giờ mình sẽ ghi thành là gì?
x sẽ bằng 3 cộng y, các em còn ghi y nữa không? Xin các em đấy. Mình đã thay vào rồi, nghĩa là mình đừng có ghi y nữa. Mà y của mình đã thành gì rồi? Thành trừ 1 rồi, được chưa? Đã thay vào là phải biến đổi nó thành cái số mà đã thay vào. Nhớ chứ đừng có ghi y nữa, cùng cái cười cho cười thối mũi luôn đấy. Rồi, x bằng 3 cộng với âm 1, y là âm 1 nhá. 3 cộng âm 1 thì nó là dương 2, ok. Vậy là đáp án bài này x bằng dương 2 và y bằng âm 1. Mình sẽ kết luận là vậy. Hệ phương trình có nghiệm là một cặp xy với x bằng bao nhiêu? X bằng 2, y bằng âm 1. Ok, xong luôn. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng đúng không nào? Rồi, thì hiện tại thì khu vực nhà anh đang mưa rất là to. Nhà anh lại còn sử dụng mái tôn nữa. Chính vì vậy mà tiếng ồn xung quanh cực kỳ lớn. Cũng may là anh sử dụng chiếc mic trị giá 5 củ này anh mới mua hồi hè. Đấy, thế nên là anh vẫn sẽ tiếp tục ra được những cái video cho các em xem được không nào? Flex một tí. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm ba cái ví dụ để thành thạo cái phương pháp thế này nhá. Rồi, thì ở đây là ba cái hệ phương trình hoàn chỉnh, được chưa? Nó sẽ không cho em sẵn cái x nữa. Hai ví dụ ban đầu nó cho sẵn x bằng bao nhiêu, mình chỉ cần thế thôi. Ở đây thì mình chưa biết x được bao nhiêu. Phương trình đầu là x trừ y bằng 3. Phương trình thứ hai, đây, phương trình 1 này, phương trình thứ hai này là 3x trừ 4y bằng 2. Đấy, chưa biết x bằng bao nhiêu. Vậy thì mình sẽ tự tạo ra x bằng bao nhiêu, được chưa? Đấy, mình sẽ sử dụng cái phương trình đầu tiên nhá. Nào, từ phương trình đầu tiên nào. Phương trình mình sẽ ghi tắt là PT nha. Từ phương trình 1 ta có này. Đây, phương trình 1 là x trừ y bằng 3. Thì chúng ta sẽ giữ nguyên thằng x ở vế tay trái, được chưa? Chuyển cái thằng trừ y này sang vế tay phải thì trừ y qua đây thì sẽ thành là cộng y, được chưa nào? Vậy thì x nó sẽ bằng 3 cộng y. Đấy. Rồi, ok, x nó sẽ bằng 3 cộng với y. Ok, bây giờ mình đã biết được x bằng 3 cộng y rồi thì mình sẽ tiếp tục làm như hai ví dụ ban đầu. Mình sẽ lại thay hay là thế, đúng chưa? Thay này, x bằng 3 cộng y vào phương trình nào? Vào phương trình số 2. Vào phương trình số 2. Rồi, ta có gì nào? Ok, mình thay vào phương trình số 2 nhé. Nó sẽ là 3 nhân x. Không còn là 3 nhân x nữa, mà nó sẽ là 3 nhân với gì? 3 nhân với x nó thành là 3 cộng y rồi, được chưa? Thành là 3 cộng y. Nhớ là phải có ngoặc vào, bởi vì x nó bằng 3 cộng y. Đấy, trừ đi 4y bằng 2. Ui giời ơi, tới đây thì gạo đã xay ra ngô ra khoai. Bài toán trở nên dễ hơn bao giờ hết. Em chỉ cần nhân vào là xong. Nhân vào này, 3 nhân 3 là 9 này. 3 nhân y là 3y này. Rồi, trừ đi 4y này bằng dương 2. Rồi, 3y trừ 4y, 3 cái kẹo trừ 4 cái kẹo thì còn âm 1 cái kẹo, đúng chưa? Dương 9 mình đáp qua vế phải thì thành là âm 9. Mình sẽ làm nhanh luôn, lấy 2 trừ cho 9. 2 với âm 9 là 2 trừ 9 đấy. Thì nó còn bao nhiêu? Âm 7, được chưa? Rồi bỏ dấu trừ đi hai bên thì y sẽ chỉ còn dương 7 mà thôi. Có theo kịp không nhỉ? Theo kịp không? 3 trừ 4 thì còn âm 1. Dương 9 vứt qua đây thì thành âm 9. 2 với âm 9 thì còn âm 7. Nhá, 2 trừ 9 thì còn âm 7. Kịp không? Ok, ở đây mình mới tìm y thôi, mình cần tìm thêm x nữa. Bây giờ em sẽ thay thằng y này vào đâu để tìm x cho nó dễ? Em phải thay thằng y này vào phương trình 1 để tìm x, thay thằng y này vào phương trình 2 để tìm x, hoặc một cách đơn giản nhất là em thay thằng y này vào cái phương trình này này. Đấy, cái phương trình này để tìm x.
y bằng 7, x bằng 3 cộng 7 thì x sẽ bằng 3 cộng 7 là 10, đúng không? Mà bây giờ em muốn thay cái thằng y này vào đây thì phải nói như nào? Mình sẽ gọi cái phương trình này thêm một số nữa là phương trình số 3 đấy. Cứ mỗi một cái phương trình thì cái số nó sẽ khác nhau. Được chưa? Rồi, tiếp tục thay y bằng 7 vào cái phương trình số 3. Ta được gì nào? Ta có hay là ta được đều được nhá. X sẽ bằng 3 cộng y thì bây giờ x sẽ thành là 3 cộng với 7 bằng bằng 10. Ok, và mình sẽ kết luận là vậy. Cái thằng hệ phương trình của mình có nghiệm là gì? Cặp xy với x bằng 10 và y bằng 7, được chưa? Chỗ này em ra một tí nhá, xuống dòng đi nhở. Rồi, hy vọng là các em đã quen với cái ví dụ A. Để bây giờ mình sẽ tiếp tục làm ví dụ B. Ok, thì câu B ở đây, phương trình đầu tiên, chưa cần làm gì hết, cho nó số 1, cho số 2 đi. Đây là cách trình bày theo chương trình mới, được chưa? Thế nên là mình luôn luôn phải có số 1 với số 2 như thế này. Rồi, phương trình đầu tiên nào, bài 7x trừ 3y à? 3 chìm 7 nổi à? Bằng 13. 4x cộng y bằng 2. Rồi, thì đây là một hệ phương trình cũng khá là hay. Đấy, nhiều bạn ấy sẽ làm y chang nha. Nếu làm y chang thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu mình làm y chang nha, nghĩa là từ phương trình đầu này, từ phương trình 1 thì ta có này, ta có. Thì em thấy tới đây cái phương trình nó rất là dễ đúng không? Chúng ta chỉ cần chuyển cái trừ y qua đây thì thành là cộng y, x sẽ bằng 3 cộng y. Nhưng mà phương trình này nếu em chuyển cái trừ 3y này qua bên đây thì điều gì sẽ xảy ra? Bên này nó vẫn còn 7x, được chưa nào? Thì bên này nó vẫn còn 7x. Trừ 3y qua đây thì thành là 13 cộng cho 3y. Và đây vẫn còn 7x. Nhưng mà mình cần là mình cần thằng x, chứ mình không có cần thằng 7x. Đấy, vấn đề nó ở chỗ đấy đấy. Và em muốn chuyển tiếp cả cái số 7 này qua nữa, em phải chuyển tiếp cả số 7 qua nữa, thì x nó sẽ bằng bao nhiêu? Khi mà chuyển số 7 qua, đây là phép nhân, thì chuyển số 7 qua nó sẽ còn là 13 cộng cho 3y chia cho 7. Đấy. Và sẽ xuất hiện phân số. Phân số mà tí em thế cái x bằng cái này vào đây, em giải phân số. Giải phân số thì phải quy đồng mẫu số. Ui giời, ôi nó rất là phức tạp đúng không? Thề luôn, làm mà phải quy đồng thì đó là một điều bất hạnh nhá. Em giải hệ mà em phải đi quy đồng thì nói thật với em đó là một điều bất hạnh, cực kỳ bất hạnh đấy. Và để tránh cái điều bất hạnh đó thì mình sẽ có một cái trick nhá, một cái trick nha. Mình sẽ đi tìm những cái thằng nào lẻ loi cô đơn đứng một mình. Đây, mình sẽ không sử dụng phương trình đầu tiên nữa. Đấy, xóa đi. Ở đây chúng ta thấy 7x trừ 3y nó đều có số đứng trước này, số đứng trước này, đúng không? 4x này, 1y này, à đây, thằng này này, thằng lẻ loi cô đơn đây. Đây, ngôi sao cô đơn nhá, ngôi sao cô đơn đây rồi. Đấy, thằng này cô đơn này. Vậy thì mình sẽ sử dụng thằng này nhá. Nào, mình sẽ sử dụng thằng này trong phương trình thứ hai. Vậy thì chúng ta sẽ ghi là từ từ cái phương trình 2 này ta có này. Đấy. Ở đây mình sẽ sử dụng thằng ngôi sao cô đơn này nên chúng ta sẽ giữ thằng này ở bên vế tay trái. Thằng cộng y này giữ nguyên tay trái nha, không được thay đổi. Được chưa? Dương 4x này mình chuyển qua vế tay phải thì sẽ thành âm 4x, được chưa? Nó sẽ thành là 2 trừ đi 4x. Đấy. Thế là không cần phải chia gì hết nha, không cần phải chia gì hết. Y thì bằng 2 trừ 4x. Sau đó em chỉ cần thế cái thằng y này vào đây để tìm. Thế là xong, được chưa? Mình hoàn toàn có thể thế x hoặc là thế y đều được nhá, x và y vai trò như nhau. Cái nào dễ thì mình làm. Rồi, bây giờ mình đã có y thì bằng 2 trừ 4x.
bên mình sẽ thay nhé, hoặc là thế. Thay nào. Thay y bằng 2 trừ 4x vào, mình sử dụng phương trình 2 rồi đúng không? Thì bây giờ mình phải thay vào phương trình 1 nhá. Chứ không ai mình sử dụng phương trình 2 rồi mình lại thay vào phương trình 2 cả. Nó buồn cười lắm, nó chả ra cái gì cả. Rồi, thay cái này vào phương trình 1 chưa sử dụng này. Vào phương trình 1. Ta được, ta có hay là ta được? Được cái gì đây? 7x thì vẫn là 7x thôi. 7x thì nó vẫn là 7x. Nhưng mà trừ 3y thì không còn là trừ 3y nữa, mà bây giờ y nó đã bằng 2 trừ 4x rồi. Vậy thì đừng có cái y nữa. Y nó thành 2 trừ 4x rồi. Vậy thì nó phải là 2 trừ đi 4x. Đó, hey, được chưa? Đấy gọi là thế đấy. Rồi, bằng 13 nhá. Giải cái này dễ không? Siêu dễ luôn nhá. Dễ ơi là dễ ơi. Dễ ẹc 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 luôn. Ở đây kem nhân này, nhân phân phối vào. Thì kem chú ý, dấu chỗ này là trừ 3. Trừ 3 nhân 2 là ra trừ 6 này. Trừ 3 nhân với, dấu đi liền với số. Trừ 3 nhân với trừ 4x bao nhiêu? Trừ 3 nhân với trừ 4x thì đơn giản thôi. Trừ 3 này nhân với trừ 4x này thì mình sẽ lấy trừ 3 nhân với trừ 4. Bấm máy hai thằng này thôi. Nó sẽ ra dương 12 đúng không? Không tin cho vào máy mà bấm đi. Trừ 3 nhân trừ 4 ra dương 12. Dương 12x nhá. Ok, bằng 13. Rồi, tới đây thì sao đây? 7x này, x bên tay trái, số qua tay phải. 7x cộng 12x thì thành 19x. Trừ 6, đáp qua bên đây thành cộng 6. 13 cộng 6. Thì mình ghi nhanh luôn đi, 13 cộng 6 là bao nhiêu? Là 19, được chưa? Ghi nhanh luôn là 19 được không? Đấy, tiết kiệm một dòng. Rồi, x sẽ bằng 19 chia 19. Phép nhân, x sẽ bằng 1. 19 chia 19 thì sẽ bằng 1 nhá. Tìm ra x bằng 1, mình sẽ thay vào đâu để tìm ra y? Thay vào thằng này, đúng không? Thay vào thằng này tìm y cho nhanh. Chứ nếu em thay vào đây cũng được. Em thay x bằng 1 vào đây cũng được, nhưng mà thay vào đây xong thì lại phải chuyển vế đổi dấu để tìm y, đúng không? Mình thay vào đây là ra được y luôn này. Mình sẽ gọi cái này là phương trình số 3. Đấy. Ba phương trình này. Được chưa? Mình sẽ gọi đây phương trình số 3, mình thay vào đây. Nào, tiếp tục. Thay x bằng 1 vào phương trình số 3. Ta được hay là ta có? Y sẽ bằng 2 trừ 4 nhân x. Y sẽ bằng 2 trừ đi 4 nhân x. X là 1 này. Đấy. Thì 2 trừ đi 4 nhân 1 thì nó chỉ còn là âm 2 mà thôi nhá. Ok, vậy hệ phương trình nhớ kết luận cho đầy đủ. Hệ phương trình có nghiệm này. XY nó sẽ bằng 1 và trừ 2. Nhớ là x ghi trước và y ghi sau. Ở đây đúng chưa? X ghi trước, y ghi sau. Tiếp tục. Rồi, một câu tiếp theo. Ở đây thì theo các em thì thằng nào thằng đứng lẻ loi nhỉ? Bước đầu tiên tìm thằng lẻ loi nhá. Tìm thằng lẻ loi nào. Thằng nào? Trừ x đúng không? Trừ x. Trừ x nằm trong phương trình số mấy? Phương trình số 2. Vậy thì mình sẽ ghi là từ phương trình 2. Từ phương trình 2 ta có này. Trừ x giữ nguyên nhá, giữ nguyên. Rồi, 3y vứt qua bên tay phải thì thành là 2 trừ đi 3y. Ok, nhưng mà mình cần là mình cần thằng x, chứ mình không có cần thằng trừ x. Được chưa? Thế nên là mình cần thằng x này cơ. Chứ cứ còn những cái dấu hay còn những cái số là phải chuyển qua hết nhá. Khi mà em chuyển dấu trừ qua đấy, lưu ý này, khi mà mình chuyển dấu trừ qua đấy, thì điều gì sẽ xảy ra? Đây, dấu trừ này nhá, mình sẽ hiểu là trừ x này, thì mình có thể hiểu là trừ 1 nhân với x. Được không?
Và khi mà chuyển cái trừ 1 qua bên vế tay phải thì đây là phép nhân. Mình chuyển qua thì bên này sẽ phải chia cho trừ 1 nhá. Bên này sẽ phải chia cho trừ 1. Mà chia cho âm 1 thì sao? 5 mà chia âm 1 thì sẽ thành âm 5. 6 chia âm 1 thì sẽ thành âm 6. Thế nên là nó sẽ bị đổi dấu, được chưa? Chia cho số âm 1 thì sẽ bị đổi dấu. Đây là dương 2, chia cho âm 1 sẽ thành âm 2. Âm 3 chia cho âm 1 thì sẽ thành dương 3. Đấy, ok chưa? Ngọt ngào chưa? Ngọt ngào đúng chưa nào? Rồi, bây giờ mình đã có x bằng trừ 2 cộng 3y rồi. Mình sẽ thay thằng này vào đây. À, vào phương trình 1 chứ. Để tìm ra. Ra y nhá. Thay nào. Thay x bằng trừ 2 cộng 3y vào phương trình 1. Rồi, ta có gì? Ta có gì nào? 0,5 nhân x này. Ghi như này được không? Không, anh xin các em đấy, đúng chưa? X đã bằng 2 cộng 3y trừ 2 cộng 3y rồi. Vậy thì đừng có ghi x nữa, mà hãy ghi là trừ 2 cộng cho 3y. Rồi, trừ 1,5y bằng 1. Trừ 1,5y bằng 1. Đấy. Quá là dễ luôn. Sau đó mình nhân phân phối vào nhá. Nhân phân phối vào thì để cho chắc thì các bạn cứ nên sử dụng máy tính đi. Tại số thập phân mà chúng ta không chắc đâu. Biết là có thể nhầm được vào đấy nhưng mà nhân vào đi nhá. Trừ à 0,5 mà nhân với trừ 2. 0,5 nhân với âm 2. Đây các em bấm như này cho anh. Cứ bấm y chang nhá. Này. 0,5 này nhân với âm 2 này đấy, bấm y chang rồi ấn bằng cho phát. À chết rồi, đây lỡ hai dấu âm. Đấy, âm 1 thấy chưa? Đấy, nhân như nào bấm y chang như thế nhá. Âm 1 nào. Dương 0,5 nhân với 3. Ok. 3 phần 2 đúng không? Thì mình ấn đổi cho nó chuyển số thập phân đi. Thì nó là còn 1,5. 1,5y. Rồi trừ đi 1,5y bằng 1. Ok. Tới đây thì sẽ có một điều rất là thú vị. Đấy, rất là thú vị luôn. 1,5y trừ 1,5y là hết. Đúng không? Hết. 1,5y trừ 1,5y là hết rồi. Nó còn không thôi. Đúng chưa? Nó còn không thôi. À, hai này trừ nhau hết mất tiêu luôn. Trừ 1 mình đáp qua vế phải thì thành là dương 1 nhá. Trừ 1 đáp qua đây thành dương 1. 1 cộng 1 thì nó thành là 2. Ồ, vậy thì không bằng 2. Đây là một điều như nào nhỉ? Không bằng 2. Nó là một điều hết sức vô lý. Đúng không? Quá là vô lý. Rồi, quá là vô lý. Thế mình có thể ghi chữ vô lý ở đây. Rồi, không bằng 2 là một điều vô lý. Vô lý tức là hệ phương trình hay là cái phương trình này nó vô nghiệm, nó không có nghiệm, không tìm được x, y nào thỏa mãn hết. Được chưa? Thì các em có thể hiểu như thế này. Đấy, không bằng 2 là quá vô lý, được chưa? Còn trình bày thì cái kiểu vô lý này là kiểu sách cũ rồi. Đấy, kiểu sách cũ trình bày như thế này. Còn kiểu chương trình mới á, thì mình sẽ một trừ 1,5y trừ 1,5y thì hai cái này trừ nhau thì nó bằng không đúng chưa? Nó bằng không. Nhưng mà mình vẫn nên ghi thêm là cái y được chưa? Vẫn nên ghi thêm cái y. Biết là không nhân y nó vẫn là không rồi. Nhưng mình vẫn nên ghi thêm cái y vào. Và mình đánh giá một câu là phương trình này là phương trình vô nghiệm nhá. Phương trình này không nhân y bằng 2 vô nghiệm, được chưa? Đấy. Vô nghiệm. Không có giá trị y thỏa mãn, được chưa? Vì không có giá trị y nào thỏa mãn hết. Và kết luận thêm một câu là vậy. Hệ phương trình vô nghiệm. Vô nghiệm. Rồi, thì khi trình bày sách mới thì các bạn chỉ cần hiểu cho anh là không nhân y bằng 2, nó là lý luận một câu là nó là phương trình vô nghiệm. Đấy. Sau đó kết luận câu cuối chốt là cả cái hệ này nó vô nghiệm. Ok. Còn sách cũ ấy, thì
Chả cần ghi thằng y này đâu. Thấy không bằng hai nó là điều vô lý và quá là sai trái, và kết luận luôn hệ vô nghiệm. Được chưa? Nhưng mà sách mới này mình trình bày theo sách giáo khoa một chút nhá. Mình trình bày theo sách giáo khoa thì mình nên cho con y vào đây. Rồi, không nhân y thì nó vẫn bằng không thôi. Nhưng mà không bằng hai thì nó sẽ khẳng định luôn là một phương trình vô nghiệm. Đấy. Bởi vì không nhân với mấy thì nó vẫn bằng không mà làm sao bằng hai được. Đấy. Nên chúng ta sẽ kết luận đây là một hệ phương trình vô nghiệm nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau qua tiếp cái ví dụ tiếp theo. Thì ví dụ này toàn là phân số thôi. Thì phân số các em cũng đừng quá sợ, mình cứ thế mà triển khai thôi. Bước đầu tiên là gì? Đây là phương trình số 1, đây là phương trình số 2. Ok, được chưa nào? Rồi, bước tiếp theo là mình sẽ chọn thằng nào cô đơn lẻ loi của mình. Đâu? 3 phần 4 x này, 1 phần 2 y này, 3 phần 2 x này, đây đây đây, thằng này. Chính nó nhá, chính là thằng này. Rồi mình sẽ từ phương trình thứ hai này. Thằng này nằm trong phương trình thứ hai. Nên là mình sẽ từ phương trình 2. Ta có này. Ta có. Rồi, thằng này mình đang cần lẻ loi cô đơn, mình sẽ giữ bên tay trái. Giữ thằng này lại, trừ y sẽ bằng bao nhiêu đây? 3 phần 2 mình chuyển qua vế tay phải thì thành là 4 trừ đi 3 phần 2x. Ok, và ở đây còn dấu trừ nên mình sẽ triệt tiêu dấu trừ đi. Y sẽ thành cái gì nào? Bỏ dấu trừ qua đây thì tất cả những cái số ở đây sẽ đổi dấu. 4 sẽ thành âm 4, trừ 3 phần 2 sẽ thành dương 3 phần 2 em nhé. Ok, sau đó thì mình sẽ thay thằng y này vào phương trình 1 để mình giải quyết. Ok, thay nào. Thay y bằng trừ 4 cộng 3 phần 2. X vào phương trình 1. Ta có này. Trừ 3 phần 4x ghi lại nhé. Ghi lại phương trình 1. Ghi lại phương trình 1. Thằng nào có y thì thay thành cái này thôi. Rồi. Cộng với 1 phần 2y. Y mình thay thành cái thằng này nhé. Trừ 4 cộng 3 phần 2x. Bằng âm 2. Tới đây mình giải cái này có được không nhỉ? Được nhé. Phải được đấy. Phải được. Giữ nguyên trừ 3 phần 4x này. Cái này mình nhân vào thôi. 1 phần 2 nhân với âm 4 thì ra bao nhiêu nhỉ? Bấm máy đi. 1 phần 2 nhân âm 4 thì ra âm 2 này. 1 phần 2 nhân tiếp với 3 phần 2. Thì 1 phần 2 nhân với 3 phần 2 thì nó sẽ ra là 3 phần 4 nhá. Nó sẽ ra là dương 3 phần 4. Đấy, các em có thể bấm máy lấy 1 phần 2 nhân 3 phần 2. Ở đây là 3 phần 2 có x nên là 3 phần 4 vẫn phải có x nhá. Ok. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ thấy là trừ 3 phần 4x cộng 3 phần 4x thì nó còn lại hết, được chưa? Lại bằng 0. Trừ 3 phần 4x cộng 3 phần 4x thì nó mất, triệt tiêu thì nó còn 0. Thì mình sẽ ghi là 0x. 0x thì nó vẫn là 0 thôi, bởi vì 0 nhân x thì nó vẫn là 0. Nhưng mình sẽ ghi là 0x nhá. Rồi, trừ 2 mình đáp qua bên đây thành cộng 2. Được chưa? Trừ 2 vứt qua bên đây thành cộng 2 thì nó sẽ thành là trừ 2 cộng với 2. Trừ 2 cộng 2 nó cũng cũng hết nhá, cũng hết, cũng bằng 0. Thì ở đây em thấy là 0 bằng 0 thì là một điều như nào? 0 bằng 0 thì nó là một điều luôn luôn đúng, đúng chưa? Nãy 0 bằng âm 2 hay là 0 bằng 5 thì là vô lý, vô nghiệm. Nhưng mà 0 mà bằng 0 thì là một điều luôn luôn đúng. Mà khi mà mình gặp một điều luôn luôn đúng như này thì mình sẽ ghi là phương trình này là phương trình vô số nghiệm nha. Phương trình 0x bằng 0 vô số nghiệm đấy, vô số nghiệm. Và phương trình vô số nghiệm thì mình sẽ kết luận như nào? Vậy hệ phương trình của mình vô số nghiệm luôn. Hệ phương trình vô số nghiệm. Rồi, tới đây sẽ nhiều thầy cô yêu cầu các em phải ghi cái vô số nghiệm này ra nhá. Phải ghi cái nghiệm tổng quát ra. Được chưa? Biết là nó vô số nghiệm rồi, nhưng mà khi nó vô số nghiệm thì mình phải ghi cái nghiệm tổng quát ra
Giống như ở bài 2 anh đã có dạy cho các em rồi, nghiệm tổng quát khi mà gặp cái phương trình vô số nghiệm thì ghi như thế nào đúng không? Rồi, nghiệm tổng quát sẽ là gì đây? Nghiệm tổng quát nào? Y thì nó bằng trừ 4 cộng cho 3 phần 2x. Đây, ghi thằng này lại nhá. Y thì bằng trừ 4 cộng 3 phần 2x. Y thì bằng trừ 4 cộng cho 3 phần 2x. Còn x thì là số nào cũng được nhá. X thì nó sẽ là số nào cũng được. Và khi mình ghi x là số nào cũng được ấy, thì sẽ ghi là x thuộc R. Đấy, có nghĩa là x là số nào cũng được. X bằng 5 cũng đúng, x bằng 6 cũng đúng, x bằng 7 cũng đúng, x bằng bao nhiêu cũng đúng. Miễn là khi mà em có một giá trị x em thay vào đây thì mình sẽ tìm được một cái giá trị y tương ứng nhá. X là số nào cũng được và y thì phải bằng trừ 4 cộng 3 phần 2x. Ok, thì đây là cái cách ghi phương trình, ghi nghiệm tổng quát mà bài 2 có giới thiệu cho các em rồi nhá. Các em không biết ghi cái này có thể quay lại cái video bài trước. Rồi tới đây thì mình tổng hợp nó lại một tí nhá. Nếu mà mình gặp cái trường hợp mà không nhân x bằng một số, ví dụ như là bằng 5 đi, thì không bằng 5 thì đó là một điều vô lý nhá, vô lý. Mà vô lý thì là vô nghiệm, được chưa? Vô nghiệm. Nhưng mà khi mà em giải mà em gặp trường hợp là không nhân x bằng 0 thì đây là một điều luôn đúng nhá. Đây là một điều luôn đúng. Không bằng 0 luôn đúng thì mình sẽ kết luận là nó vô số nghiệm. Đấy, vô số nghiệm. Và khi mà vô số nghiệm thì mình sẽ ghi cái nghiệm tổng quát ra. Được chưa? Mình sẽ ghi nghiệm tổng quát. Đấy, bạn nào mà chưa biết ghi nghiệm tổng quát thì chắc là phải xem lại video bài 2 đấy. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau qua cái phương pháp thứ hai, đó là phương pháp cộng đại số. Thì nếu mà bạn nào nãy giờ làm bài có không thích cái số 1 ở đây, không thích số 2 ở đây, thì thay vì chúng ta ghi là phương trình 1 thì người ta sẽ hiểu đây là phương trình 1. Thì nếu bạn không có số 1 ở đây thì bạn phải ghi rõ ra là phương trình thứ nhất nhá, phương trình thứ nhất, còn ở dưới là phương trình thứ hai. Đấy, thì ghi rõ lời văn ra như vậy. Không thì kem để số 1 thì ghi là PT một mở ngoặc ra 1 là sẽ hiểu là phương trình nào, phương trình nào, được chưa? Thì là lưu ý một tí thôi, cho quan trọng cách trình bày ấy mà, trình bày như nào cũng đúng. Tí nữa anh sẽ nói lại cách trình bày của chương trình cũ vẫn sẽ được chấp nhận nha, vẫn sẽ được chấp nhận. Rồi thì mình cứ trình bày cho chương trình mới trước đi. Nói đến phương pháp cộng đại số này. Cộng đại số có nghĩa là sao? Có nghĩa đơn giản là mình sẽ cộng vế theo vế của từng cái phương trình này một. Đây là mình thử cộng nhá. Em thấy 3x này cộng với 2x này. 3x cộng 2x là ra mấy x? 3x cộng 2x ra 5x. Rồi cộng 2y cộng cho trừ 2, 2 này cộng nhau. Hết, đúng chưa? Triệt tiêu. 6 cộng 4 là mấy? Là 10. Đấy, 5 nhân x bằng 10 ra luôn x bằng 2. Nhanh không? Rất nhanh, đúng chưa? Rất là nhanh. Đấy, em thấy ở đây không có thằng x, y nào đứng lẻ loi một mình hết. Vì vậy nếu em làm phương pháp thế là phải quy đồng bục mặt ra nhớ. Bài này các em đi làm phương pháp thế là quy đồng gãy người nhớ, quy đồng gãy người tin chuẩn. Còn nếu em dùng cộng đại số thì em cộng hai thằng này với nhau, 3 cộng 2 ra 5, 2 cộng âm 2 hết, 6 cộng 4 là 10. Đấy, 5x bằng 10 ra luôn x bằng 10 chia 5, x bằng 2. Rất nhanh. Thì đây là mình chỉ nhẩm thôi. Còn mình trình bày theo chương trình mới thì mình sẽ phải trình bày cho kỹ. Được chưa? Trình bày mình phải ghi ra đàng hoàng. Đó là gì? Cộng từng vế của hai phương trình ta được nhá. Ở đây là mình cộng nha, mình cộng từng vế của hai phương trình. Mình cộng từng vế của hai phương trình ta có này. 3x cộng 2x. Nếu bạn nào chưa quen thì có thể ghi ra. Còn bạn nào nhìn phát ra luôn 5x. Thôi ghi ra luôn đi nhớ. 3x cộng 2x ra 5x đấy. Chứ không anh lại định ghi là lấy 3x cộng 2x xong rồi như này thì nó quá là trẻ con đúng không? Như này không khác gì dạy cho các cháu tiểu học kể. Thôi mình ghi ra luôn nhá.
3x cộng 2x ra 5x. 2y cộng cho âm 2y là hết, triệt tiêu. 6 cộng 4 là bằng 10. Rồi, và mình sẽ giải được ra là x bằng bằng 2. Rất là nhanh, được chưa? Sau đó em có x bằng 2 rồi, em sẽ thay vào đây. Thay vào một trong hai để em tìm ra y nhá. Mình sẽ thay thẳng x bằng 2. Ở đây mình sẽ thay vào phương trình nào? Phương trình thứ hai đi. Tại số 4 anh thấy số 4 nó nhỏ hơn 6. Anh thay vào phương trình 2 đi nhỉ. Hay phương trình 1 có dấu cộng nó dễ hơn. Phương trình 1 đi, được chưa? Vào phương trình 1 đấy, rất là ba phải. Vừa nói phương trình 2 xong mà tay vẫn thích ghi phương trình 1. Rồi, ta có nào, thay x bằng 2 vào đây để mình tìm nốt thằng y nào. 3 nhân x, có ghi là 3 nhân x nữa không? Nó là 3 nhân nhân 2 cộng cho 2 nhân y. Đấy, x nó bằng 2 rồi, phải là 3 nhân 2 cộng cho 2y bằng 6. Đấy. Sau đó em giải tìm y thôi. 3 nhân 2 là 6 này. Ok, dương 6 đáp vào đây thì 2y nó sẽ bằng 6 trừ 6 bằng 0. Y sẽ bằng 0 chia 2, đây là đầy phép nhân. 0 chia 2 thì sẽ bằng 0. Ok, x bằng 2, y bằng 0, mình sẽ kết luận. Vậy hệ phương trình có nghiệm. Đấy, x y nó sẽ bằng 2 và 0. Thì các em có thể thấy đây là một phương pháp cộng đại số làm cực kỳ nhanh. Và đa số khi làm bài mình sẽ sử dụng cộng đại số. Còn thế thì cũng lâu lâu vẫn dùng nhá. Thế thì cũng có thể các em thích thì các em dùng thôi. Chứ cộng đại số thì sẽ cực kỳ nhanh. Được chưa nè? Rồi, tiếp tục qua ví dụ tiếp theo. Đây. Nếu mình làm y chang cái thằng này thì sao? Nếu mình làm y chang nhá, cũng cộng từng vế này. Em cũng cộng từng vế. Cộng từng vế. Ba la. Thì 5x cộng cho 5x thì bằng 10x. 10x trừ 7x cộng cho trừ 3y, à trừ 7y trừ cộng trừ 3y là mấy? Thì ở đây các bạn bấm máy, đồ máy tính của anh đâu rồi, đây rồi. Thì các bạn bấm máy, cứ bấm cẩn thận thôi. Các bạn sẽ bấm như này nhá. Trừ 7 này. À, thấy trừ 7 đúng không? Trừ 7 này. Cộng cho trừ 3 đúng không? Mình sẽ cộng cho trừ 3. Đấy, các em tính như nào, các em bấm máy y chang như vậy, nó sẽ ra trừ 10y. Trừ 10y. Rồi, 9 cộng 1 thì bằng 10. Rồi, tới đây em có tìm được x với tìm được y không? Đâu tìm được đâu. Làm sao mà tìm được x với y khi mà nó vẫn còn x và y? Đúng chưa? Cộng, làm sao cộng thì nó phải triệt tiêu thì các em mới được cộng. Chứ kem cộng mà nó vẫn còn x còn y thì kem cộng làm cái gì? Đấy. Vậy thì bài này chúng ta phải như nào để cho nó mất x hoặc là mất y đi? Không cộng nữa nhá, không cộng nữa. Bài này chúng ta phải trừ vế theo vế. Đấy. Trừ từng vế. Đấy, được chưa? Trừ từng vế của hai phương trình ta được. Ta có đi. 5x trừ 5x hết x. Đấy, hết x. Trừ 7y trừ cho âm 3y. Thì các em bấm máy cẩn thận giúp anh nhá. Trừ 7y này. Trừ cho này, trừ cho nhá, xong lại âm 3y này. Đấy, rất nhiều dấu trừ, các em cẩn thận khúc này nhá. Rồi, nó sẽ ra là âm 4, âm 4y. Nó còn âm 4y. Rồi 9 trừ 1 thì bằng 8, cái này khỏi bấm. Rồi sau đó đây phép nhân thì y sẽ bằng bao nhiêu? 8 chia cho âm 4, 8 mà chia cho âm 4 thì nó sẽ là âm 2. Y bằng âm 2 thì mình sẽ thay vào phương trình. Phương trình nào để tìm x nhỉ? À, phương trình dưới đi cho nó số nhỏ nhá. Thay y bằng 2 vào phương trình thứ hai này để mình tìm thằng x. Thế lúc này mình sẽ có gì nào? Ta có này, 5 nhân x này
trừ đi 3 nhân y, còn là y nữa không? Không nhá, y bằng trừ 2 rồi. Thay thằng này thành trừ 2. Đấy, y là trừ 2. Rồi sau đó mình tìm x thì quá đơn giản luôn, đúng không? Trừ 3 nhân trừ 2 ra dương 6. Rồi, 5x sẽ bằng dương 6 vứt qua đây thành 1 trừ 6 là bằng âm 5. X sẽ bằng âm 5 chia 5. X bằng âm 1. Ngọt ngào. Đấy, ngọt ngào luôn. Quá là dễ luôn, đúng không nào? Và khi mà mình giải được x bằng âm 1 thì mình sẽ kết luận vậy. Hệ phương trình có nghiệm x y sẽ bằng trừ 1 và trừ 2. Đấy, nhớ kết luận đàng hoàng vậy. Và từ đây chúng ta rút ra cái điều gì? Khi mà mình gặp hai số giống nhau, đây, 5x và 5x, hai số giống nhau thì mình sẽ trừ, nhớ trừ từng vế. Được chưa? 5x, 5x thì trừ từng vế. Còn khi mình gặp hai số mà như nào? Nó đối nhau. Đây, ví dụ như là đối nhau này. Dương 2y và âm 2y. Đấy, một cái là dương, một cái là âm. Hai số đối nhau thì mình phải cộng từng vế. Đấy, em phải làm sao để cho nó triệt tiêu. Đấy. Muốn triệt tiêu thì đối nhau phải cộng với nhau, dương cộng âm thì nó mới triệt tiêu. Còn giống nhau, hai số giống nhau phải trừ cho nhau thì nó mới triệt tiêu. Hiểu không nhỉ? Hiểu không? Ví dụ một số 2 và một số âm 2, mình muốn nó triệt tiêu có nghĩa là nó phải bằng 0, thì ở đây phải điền dấu gì? Điền phép phép gì? Cộng. Được chưa? Cộng vế theo vế. 2 cộng âm 2 nó sẽ bằng 0. Nhưng mà mình có số 2, mình có số 2. Hai số giống nhau mà mình muốn nó bằng 0 thì sẽ là trừ vế theo vế. Đấy, hình dung được chưa? Quá là dễ luôn đúng không? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau qua hai ví dụ tiếp theo nhé. Thì ở hai cái ví dụ này em thấy là nếu mà chúng ta cộng vế theo vế, ví dụ anh cộng cho em xem nhé. 4x cộng 2x ra 6x này. 5 cộng cho âm 3 thì nó ra dương 2 này. 11 cộng 0 là 11 này. Có tìm được x y không? Không. Không thể tìm được x và y. Thế cộng không được. Thế trừ có được không? Trừ có tìm được x y không nhỉ? À, trừ thế nào? 4 trừ 2 là còn 2 này. 5 mà trừ cho âm 3 là ra dương 8 này. 11 trừ 0 là 11 này. Trừ xong có tìm được x y không? Cũng không tìm được luôn. Nếu mà em cộng hoặc là em trừ vế theo vế mà nó không tìm được x y, coi như bỏ nhá. Bà em coi như bỏ. Đấy. Vậy thì phải làm sao? Vậy thì phải làm sao? Muốn cộng hay là muốn trừ ấy thì cái gì? Thì điều gì sẽ phải xảy ra nhỉ? Các bạn có để ý hai ví dụ trước không? Mình muốn cộng, mình muốn trừ thì cái hệ số đứng trước x hay là hệ số đứng trước y nó phải giống nhau nhá. Ví dụ bài vừa đầu tiên là bao nhiêu nhỉ? Nếu bên trên là 2x thì ở dưới phải là 2x. Thì lúc này mình trừ trừ nó mới triệt tiêu, nó mới mất được, đúng chưa? Có nghĩa là hệ số đứng trước x nó phải giống nhau thì mình mới trừ hoặc là mới cộng được. Ở đây hệ số là 4, hệ số là 2. Vậy thì chưa thể trừ được. Phải làm sao? Rất là đơn giản thôi. Em sẽ làm cho hai hệ số này giống nhau bằng cách là nhân thêm về nhá. Nó chưa giống nhau là mình nhân thêm vào cho nó giống nhau. Ở đây thì 4 này, ở đây là 2 này. Vậy mình sẽ nhân thêm vào phương trình bên dưới với mấy? 2 nhân thêm với mấy để ra 4 nhỉ? 2 nhân thêm với 2 nữa thì nó sẽ ra 4. Được chưa? Em sẽ nhân thêm cái thằng này với 2. Được chưa? Mình sẽ nhân 2 vào đây. X2 niềm đau lên. X2 niềm đau vào thằng phương trình này. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử x2 niềm đau vào thằng này nhá. Phương trình trên thì mình giữ nguyên 4x cộng 5y bằng 11. Giữ nguyên phương trình trên. Phương trình dưới thì mình x2 niềm đau vào. X2 vô nhá là 4x. Mình x2 vào thì mình phải x2 hết nha. Chứ không có x2 một cái. Kem x2 là kem phải x2 hết cả lớp, được chưa? Không thể nào mà em cho bạn này hai kẹo mà em cho bạn kế bên một cái kẹo.
Thế là tụi đánh nhau đấy nhá. X2 phải x2 cả lớp, được chưa? X2 tôi phải x2 cả tôi nữa. X2 trừ 3 lên, trừ 3 nhân 2 là trừ 6y, 0 nhân 2 là 0. Đấy. Và lúc này hệ số nó giống nhau, thì giống nhau như này mình sẽ trừ vế theo vế, thì 4x trừ 4x nó mới mất, thì mình mới tìm được y. Ok không nào? Đấy, và để nhân 2 mình sẽ trình bày như thế nào? Thì mình sẽ ghi là nhân cả hai vế, đây là vế trái này, đây là vế phải này, nhân cả hai vế, cả hai vế của phương trình nào, mình x2 phương trình nào, phương trình thứ hai này của phương trình 2. Nếu bạn nào không có số ở đây thì phải nói là phương trình thứ hai, được không? Còn anh có số ở đây anh sẽ ghi là phương trình 2. Nhân cả hai vế của phương trình 2 này với mấy? Em x mấy? Em x2, đúng không? Thì em nhân với 2. Rồi ta được, hay là ta có hệ hệ mới của mình đây. Đây là cái hệ mới của mình. Phương trình đầu giữ nguyên thì nó vẫn là phương trình 1 thôi. Phương trình sau thì nó thay đổi chưa? Thay đổi rồi. Nên mình sẽ gọi nó là phương trình số 3. Đấy, phương trình khác rồi. Bây giờ thì mình sẽ như nào nhỉ? Trừ từng vế, được chưa? Trừ từng vế. Đấy, tiếp tục. Trừ từng vế. Các bạn ghi là trừ từng vế hoặc là trừ vế theo vế nhá. Trừ vế theo vế hoặc là trừ từng vế đều được. Trừ từng vế của phương trình 1 và phương trình 3. Đấy. Có sách thì ghi là trừ từng vế của hệ mới này. Nghe câu trừ từng vế của hệ mới này nghe nó rất nhạy cảm đúng không? Hệ mới này nghe nó cứ này, đây này, đâu này, này ở chỗ nào? Đấy, nghe rất nhạy cảm. Thế là mình sẽ ghi rõ là trừ từng vế của phương trình 1 và phương trình 3. Nhá, đây này. Em phải đọc sách xem. Trừ từng vế của hệ mới này. Đấy. Hệ mới này hệ mới nào? Ở này hay kia, này ở đây hay là ở kia, đấy rất nhạy cảm. Thế thôi mình sẽ ghi rõ nhà đi, của phương trình 1 và phương trình 3 thì ta có này, ta có rồi 4x trừ 4x hết, được chưa? 5y trừ cho âm 6y, nhớ nhá, 5 mà trừ cho âm 6, 5 trừ cho âm 6, các em bấm máy xem nó bằng 11y đấy. 11 trừ 0 là 11. Ok, tới đây mình sẽ giải được y bằng 11 chia 11, y bằng 1 nhé. Có y bằng 1 rồi mình sẽ thay vào, mình tìm x, thay vào đâu? Thay vào đây đi, thay vào phương trình 2 đi, cho dễ nhá. Thay y bằng 1 vào phương trình 2. Ta có này. Rồi, thay y bằng 1 vào đây. Thì em sẽ có là 2x trừ 3 nhân 1. 2x trừ đi 3 nhân với 1 nó sẽ bằng 0. Và em sẽ dễ dàng tìm được xem x của mình sẽ bao nhiêu. 2x sẽ bằng trừ 3 bằng 0 này. 2x bằng 3. Chuyển âm 3 qua đây thành dương 3. X sẽ bằng 3 chia 2. Và các em nhớ kết luận nhé. Vậy hệ phương trình có nghiệm rồi, x chấm phẩy y nó sẽ bằng x là bằng 3 phần 2 và y là bằng dương 1. Ok, rất là dễ thôi. Tiếp tục qua bài này, ở đây em lại thấy là x y không đứng lẻ loi một mình, đúng chưa? Làm phương pháp thế là vỡ mồm, quy đồng gãy người. Làm cộng đại số đi. Cộng đại số thì hệ số nó vẫn chưa giống nhau. Chưa giống nhau thì em sẽ làm sao cho nó giống nhau đi. Nhá, mình sẽ làm sao cho tụi nó giống nhau. Ở đây là 0,3x. Ở đây là 0, ở đây là 1,5y. Thế thì 0,3x làm sao ra 1,5y? Ừ. 0,3 làm sao để biến được thành 1,5? Nhân với bao nhiêu? Nhân với bao nhiêu? Nhân bao nhiêu? 0,3 nhân mấy ra 1,5 nhỉ? Nhân mấy? X mấy lên?
Em muốn biết x mấy lên em chỉ cần lấy 1,5 em chia ngược lại 0,3 thôi. Nhá, lấy cái số to em chia số bé. Lấy 1,5 em chia 0,3 thì nó ra ra 5. Đúng không? Không tin nên anh chia vào máy xem nào anh nhẩm có chuẩn không nào. Hay là làm video nhiều quá à? Làm video nhiều quá lại bắt đầu nhẩm sai, nhẩm đúng rồi. Ok, vậy là em sẽ x5 niềm đau ở cái phương trình dưới lên nhá. À nhầm. Ở phương trình trên chứ, x5 niềm đau lên, nhớ x5 niềm đau. Rồi, ok. Và mình sẽ trình bày là nhân cả hai vế trái và vế phải của phương trình thứ nhất với 5. Nhân cả hai vế này. Không phải là nhân cả hai vế là không phải nhân cả hai cái này đâu nhá. Cái này là phương trình trên, cái này là phương trình dưới. Còn vế là vế trái và vế phải. Được chưa? Trong một phương trình thì sẽ có hai vế, ví dụ 2x bằng 5 thì đây người ta gọi là vế trái. Đây người ta gọi là vế phải. Mình nhân cả hai vế lên. Em hiểu không? Đấy. Để dịch câu này cho em như vậy. Cho em hiểu kỹ. Mình hiểu kỹ thì mình sẽ làm được bài thôi, chứ không nhất thiết là phải thuộc từng chữ một. Mình hiểu thì mình sẽ ghi được như này thôi nhá. Nhân cả hai vế của phương trình mà phương trình nào? Phương trình 1 hay phương trình 2? Phương trình 1 đúng chưa? Nhân với mấy? Nhân với 5. Ta có này, ghi chữ ta có là màu thôi nhá, cho ngầu. Ta có hệ mới này, ghi hệ mới đi, ta có cái hệ mới. Rồi, hệ mới sẽ là gì nào? 0,3x5 lên thì nó là 1,5x. 0,5x5 lên, x5 hết vào nha. X5 hết vào số bay. 0,5x5 lên là bao nhiêu nhỉ? 2,5 thì phải. Đúng luôn, 2,5y. 3x5 lên, 15. Rồi, 1,5 giữ nguyên này. Một cái phương trình dưới mình giữ nguyên nhá, phương trình dưới giữ nguyên giúp anh. Rồi, đây là một phương trình mới rồi, có một có hai rồi, bây giờ đến phương trình số 3. Đấy. 1 2 3 5 có thiếu nhịp nào không nhở? Nếu có thì làm người yêu nhở. Rồi ok, vui một tí thôi. Tiếp tục mình sẽ trừ vế theo vế nhá, trừ vế theo vế. Trừ vế theo vế. Trừ vế theo vế, nghĩa trừ vế trái cho vế trái, trừ vế phải cho vế phải, hoặc em phải ghi là trừ từng vế, trừ từng vế, hoặc là trừ vế theo vế cũng được nhá. Thôi trừ từng vế nó ngắn hơn. Trừ từng vế của phương trình 3 và phương trình 2. Ta được, ta có hay ta được đều được. 1,5x trừ 1,5x hết. 2,5 trừ cho âm 1,2 nhá. 2,5 trừ cho âm 1,2 đấy. Các em bấm máy các em phải ghi rõ hai dấu trừ như này thì các em bấm nó mới ra là 3,7 nhá. Bấm phải rõ thế nó mới ra được 3,7. Ok, ra 3,7y. Rồi, 15 trừ 5 thì nó còn 10 thôi. Vậy y sẽ bằng mấy? 10 chia cho 3,7 bao nhiêu nhỉ? Anh sai ở đâu à? Ra số xấu thế. Từ từ nhá, từ từ nhá. Chết rồi, các em thấy chưa? Chết rồi đấy. Ê, ôi giời ơi, tưởng thế nào. Số xấu đấy nhở? Số bài xấu vậy. Đấy, số xấu các em phải kiểm tra lại kết quả ngay. Thì đúng là 100 phần 37 thì sẽ dạy kem bấm máy kiểm tra kết quả nhá. Số xấu thật đấy. Ác nhỏ. Bài đọc ác thật đấy. Không có tình người nó vậy. Rồi tiếp tục. Có y rồi mình thay vào đâu mình tìm x đây. Để vẫn phải dùng phương pháp thế để tìm x thôi. Mình sẽ thay vào cái thằng này đi. Số cho bé. Rồi thay vào phương trình 1. Thay y bằng 100 phần 37 vào phương trình 1. Ok. Thì ta có 0,3 nhân x. 0,3 nhân x rồi cộng với 0,5 nhân y.
Thì bây giờ 0,5 nhân y y nó thành là 100 phần 37 rồi. Sẽ bằng 3, sẽ bằng 3. Rồi tới đây thì anh chắc là anh chỉ cho em cái trick bấm máy luôn nhỉ. Thì mình nếu mà mình em khuyên các em nên mua dòng 580 VNX luôn đi nhá. Mình làm với nhau cho thuận tiện. Rồi các bạn sẽ vào chức năng là menu này. Đấy, chọn 9 là để giải hệ phương trình này đấy, menu 9 này. Rồi 1 này. Ui rồi. 1 này. Sau đó các bạn sẽ chọn hệ phương trình mấy ẩn? Ừ, 2 ẩn đúng không? 2 ẩn. Rồi sau đó các em sẽ nhập các hệ số vô. Đầu tiên là số đứng trước x là 0,3 này, sau đó đến 0,5 này, sau đến 3 này, đấy các em nhập vô nhá. 0,3 này. Điền vào dẫn bằng một phát 0,5. Cái gì đây? 0,5. Rồi dương 3. Rồi 1,5 này trừ 1,2 này. 5 này. Đấy, thấy chưa? Dễ. Bấm phát ra x bằng 610 phần 111. Y bằng 100 phần 37, đúng luôn, mình làm đúng nhá. Y bằng 100 phần 37 và mình bấm ra kết quả x ở đây rồi đúng không? Thì tới đây mình khỏi chuyển vế đổi dấu, mình ghi luôn. X bằng 610 phần 37 đấy, cái trích. Nhá, đến đây sẽ có rất là nhiều bạn à chuyển vế đổi dấu như này đúng không? Nhưng mình không cần chuyển vế đổi dấu, mình vẫn tìm được x bao nhiêu mà còn lại vừa tìm ra x và vừa kiểm tra lại kết quả nữa, đúng là đẳng cấp luôn. Đẳng cấp một công đôi việc nhá. Vậy hệ phương trình có nghiệm đấy, không ai dạy em cái này đâu. Trò này không ai dạy đâu nhá. 610 phần 37 và 100 phần 37. Đấy, nghiệm rất xấu, không có gì rồi. Rồi thì chúng ta sẽ đến với ba cái ví dụ cuối cùng để thành thạo cái phương pháp cộng đại số này. Thì hôm nay chúng ta sẽ chỉ học như vậy thôi. Còn những cái phương pháp nâng cao hơn như là đặt ẩn phụ hay là những cái hệ đối xứng ấy thì anh sẽ dành ra một video khác để hướng dẫn cho các em nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ xử lý nốt ba câu này xem nào. Rồi, cái hệ này đây 4, 5, 3, 2. Đấy. Thì ở đây em sẽ để ý là 4 nhân với bao nhiêu để ra 5 thì nó sẽ hiện hiện ra phân số đúng không? Thế thì mình sẽ làm sao để cho hai cái số đứng trước x nó giống nhau? Đấy. Nó sẽ quay về cái bài toán gì các em biết không? Làm sao để cho hai số đứng trước x giống nhau thì nó giống như cái bài toán là quy đầu mẫu số ấy. Ví dụ 1 phần 4 cộng 1 phần 5. Làm sao để số 4 với số 5 nó giống nhau? Làm sao? Kem quy đầu như nào? Có phải là kem sẽ nhân chéo không? Nhân chéo, đúng không? Thằng này thì mình x5 lên. Thằng này thì x4 lên. Đấy. Vậy thì đây, tới đây mình sẽ tiến hành nhân chéo nhá. Thằng trên này mình sẽ x5 lên. Thằng ở dưới thì mình sẽ x4. Ok, thầy dùng được cái cách làm bài không? Bây giờ mình sẽ tiến hành nhân cho các em xem nhé. Nào. Bởi vì mình x cả hai, thế nên mình phải ghi là nhân nhân cả hai vế, vế trái, vế phải này, nhân cả hai vế của phương trình 1 với 5 và phương trình 2 với 4, được chưa? Nhân cả hai vế này của phương trình 1 với 5 đấy. Phương trình 1 thì mình sẽ nhân với 5 để x5 lên. Còn phương trình 2 thì mình sẽ nhân với 4. Ok. Rồi, ta có gì nào? Ta có cái hệ mới nào. 4 nhân 5 thì thành 20x. 3 nhân 5 15y, 6 nhân 5 30, ngọt như mía lùi đúng chưa? Tiếp tục 4 nhân 5 trừ 20x, 4 nhân 2 8y, 4 nhân
4 nhân 4 16. Ok. Tới đây chúng ta có hệ số x nó khá là giống nhau rồi. Nó là hai số đối nhau 20 và -20 thì mình sẽ làm sao để triệt tiêu nhỉ? 20 và -20 thì mình sẽ cộng vế theo vế, không? Mình sẽ cộng vế theo vế. Hoặc là cộng từng vế, được chưa? Cộng từng vế nó sẽ ngắn gọn hơn. Cộng từng vế của phương trình 3 và phương trình 4. Ta được gì nào? Ta sẽ có điều gì? Ta có hai chấm. Để ghi chữ ta có cho nó ngầu thôi. Ta có gì đây? Cộng từng vế. Triệt tiêu này, 20 cộng cho -20 hết. 15 cộng 18, à 15 cộng 8 là 23. 23y này. 30 cộng 16 là 46, đúng chưa nào? Đấy, tới đây em sẽ dễ dàng giải ra được là y sẽ bằng 46 chia 23. Y sẽ bằng 2. Và khi em tìm được y bằng 2 rồi, em sẽ thay vào phương trình nào cũng được để mình tìm ra x nhá. Tiếp tục thay thằng y bằng 2 vào phương trình số 2 đi. À, phương trình số 1 đi cho nó dễ. Rồi ta có 4 nhân x cộng 3 nhân y. No. 4 nhân x cộng 3 nhân 2, được chưa? Bởi vì y của mình đã bằng 2 rồi. Đấy. Tới đây chúng ta sẽ giải ra x nhanh bao nhiêu nhá. 3 nhân 2 là 6, 6 trừ 6 bằng 0. 0 chia 4x bằng 0 đấy. Các em nhẩm nhanh giúp anh. Được chưa? Vì mình hết hết bảng rồi nên là chúng ta cần phải nhẩm nhanh đấy. Cần một chút tư duy đấy. Vậy hệ phương trình có nghiệm x chấm phẩy y nó sẽ bằng 0 và 2. Rồi, tiếp tục sang cái hệ này. Chú ý nhá, cái hệ này là hai số này mình cảm thấy nhân với nhau nó khó ra quá. Ví dụ như là 2 với 4 đi thì 2 chỉ cần nhân thêm 2 là ra 4 rồi. Đúng không? Chứ còn câu này là 4 với 5 thì 4 phải nhân thêm bao nhiêu để cho nó bằng 5? Thì 4 thì phải nhân với 5 phần 4 thì nó mới bằng 5. Nhưng mà nhân với phân số thì nhân với phân số cũng được, cũng đúng. Nhưng mà số nó bị phân số quá, tính nó khó, được chưa? Thì em sẽ tiến hành nhân chéo nhá, tiến hành nhân chéo giống như là quy đầu mẫu số vậy đó. Nhá, giống y chang quy đầu mẫu số. Làm sao để 4 với 5 nó biến thành hai hệ số giống nhau. Đấy, giống quy đầu mẫu số, thằng trên mình nhân cho 5, thằng dưới mình nhân cho 4 thì nó sẽ cùng chung số là 20. Được không? Đấy, mình làm như vậy thì giống y chang quy đầu thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Tiếp nhá. Rồi, ở đây là 5x căn 3, ở đây là x căn 6. Thì em thấy là cái này làm sao để nhân ra số này? Khá là khó. Đúng không? Khá là khó. Thì ở đây không phải là cứ mỗi lần em cộng đại số hay trừ đại số là em triệt tiêu x. Em có thể triệt tiêu y. Đấy, mình phải nhìn theo nhiều hướng tích cực lên nhá. Đánh giá đa chiều lên. Mình có thể triệt tiêu y. Mình có thể nhân thêm vào để triệt tiêu y nhá, không nhất thiết phải triệt tiêu x. Rồi, ở đây em thấy chỉ có một y thôi. Ở đây là trừ căn 2y. Nghĩa là có thêm cái căn 2. Đúng chưa? Vậy thì mình sẽ nghĩ tới việc là mình chỉ cần nhân thêm cái căn 2 vào trên này thì ngay lập tức ở đây sẽ biến thành là y nhân thêm căn 2 vào. Thì hai cái y này sẽ giống nhau và mình sẽ cộng vế theo vế để triệt tiêu y. Đấy, không nhất thiết cứ phải triệt tiêu x, mình có thể cộng vế theo vế để triệt tiêu y. Ok. Nào, thử nhá. Phương trình 1 này, phương trình 2 này. Nhân hai vế của phương trình 1 với mấy? Với căn 2. Được chưa? Ta có này. Rồi, 5x căn 3 nhân thêm căn 2 vào thì nó sẽ ra bao nhiêu nhỉ? Các bạn không biết các bạn cứ lấy máy ra bấm nhá. Trời ơi, sợ cái gì? Các bạn chỉ cần lấy 5 căn 3 thôi nhá. Các bạn chỉ cần lấy 5 căn 3. Đấy, xong các bạn nhân thêm căn 2 vào. X thì các bạn không cần phải nhân đâu, lấy 5 căn 3 nhân căn 2 thôi.
5 căn 6 đấy không? Đấy, nhân vào ra 5 căn 6 này. Rồi tiếp tục này. Căn 2 nhân vào với y thì thành là y nhân căn 2. Được chưa? Rồi căn 2 nhân vào với 2 căn 2 ra mấy? Căn 2 mà nhân với 2 căn 2 à? Ra 4 nha các em nhá. Ở dưới thì mình giữ nguyên thôi. Đấy, ở dưới giữ nguyên. Trừ đi y căn 2 bằng 2. Rồi. Tới đây em thấy gì nào? Hai cái này giống nhau. Giống nhau thì mình sẽ tiến hành khác mỗi dấu cộng, chỗ này dấu trừ. Giống nhau nhưng mà khác dấu thì mình sẽ cộng đại số, đúng không? Mình sẽ cộng vế, cộng từng vế của phương trình 2 và phương trình 3. Đấy, ta có này. Khi mà em cộng từng vế thì y căn 2 cộng với âm y căn 2, 2 này sẽ triệt tiêu. Đấy, nó chỉ còn là 5 căn 6 x cộng với x căn 6. Thì 5 căn 6 x cộng với x căn 6 ra bao nhiêu? Thì các em bấm máy, các em chỉ cần ghi là 5 căn 6 này x, đúng chưa? Sau đó mình cộng với cái thằng x căn 6, cái thằng x căn 6 nó là 1 căn 6 x á, thì mình cộng với 1 căn 6 thì nó là 6 căn 6 nha. Vậy thì 5 căn 6 x cộng với 1 căn 6 x thì sẽ ra là 6 căn 6 x. Rồi, 4 cộng 2 ra bằng 6. Dễ dàng tìm ra x bằng bao nhiêu luôn. X sẽ bằng 6 chia 6 căn 6 đúng không? Nó sẽ bằng 6 căn 6 phần 6 đấy. Quá dễ luôn nhá, quá là nhẹ nhàng luôn. Rồi tới đây mình có x rồi, mình lại thay x để tìm y. Thay x bằng căn 6 phần 6 vào phương trình 1. Đấy, ta có gì nào? Thay vào đây. 5 nhân căn 6 phần 6 này. 5 nhân cho căn 6 phần 6 nhân cho căn 3 này cộng cho y này bằng 2 căn 2 này đó. Hey. Ở đây các em bấm cái này ra là xong rồi. 5 nhân cho căn 6 phần 6 nhân căn 3 5 căn 2 phần 2. Cái này ra 5 căn 2 phần 2 này cộng cho y bằng 2 căn 2. Rồi thì y sẽ bằng 2 căn 2 trừ đi cái này nhá. Mình sẽ lấy 2 căn 2 trừ đi 5 căn 2 phần 2. Rồi, y sẽ bằng trừ căn 2 phần 2. Đấy. Và mình sẽ kiểm tra lại kết quả của bài này xem chính xác hay không nhá. Các em vào máy tính, các em nhập chức năng là menu 9 1 2. Sau đó các em sẽ bấm lần lượt vào. Cái này là x là 5 căn 3 này. Đấy, 5 căn 3 này. Rồi, y là cộng 1 y này. Rồi, ngoài số ngoài cùng là 2 căn 2, thấy không? Số ngoài cùng là đây, 2 căn 2 này. Rồi, dưới là căn 6x này. Trừ y căn 2 là trừ căn 2 này. Số ngoài cùng là 2 này. Đấy, các em bấm vào. 0,40 trừ 0,70. Đấy. Thì em xem mà căn 6 phần 6 có đúng là 0,40 không? Chính xác. Trừ 2 căn 2 có đúng là 0,70 không? Chính xác. Ok. Các em tự kết luận nhá. Hết bảng rồi. Nốt ví dụ cuối nào. Nốt thôi nhá. Buổi sau thì chúng ta, các bạn thích thì mình sẽ học những cái hệ phương trình nâng cao. Còn không thì mình sẽ tiếp tục cái dạng cơ bản là sẽ đi giải toán bằng cách lập hệ phương trình. Cái phần đấy anh nghĩ là các rất là nhiều bạn gặp khó khăn đấy. Rồi ok, qua cái câu cuối cùng. Thì câu cuối cùng thì đầu tiên này mình chỉ cần biến đổi thôi nhá, mình chỉ cần biến đổi đơn giản, mình nhân vào thôi đấy. Đấy, mình chả có làm gì hết. Mình chỉ có nhân vào thôi, nhân nhân vào mình ghi y chang mình nhân vào thôi. 2x này
cộng cho 2y này, trừ đi 3x, trừ đi 3x này, trừ 3 nhân trừ y là cộng 3y này, bằng 4 này. Ở đây mình nhân vào giúp anh nhá. Trừ 4 nhân x là trừ 4x, trừ 4 nhân y là trừ 4y, cộng 6 nhân vào, cộng 6x, 6 nhân vào, trừ 6y, bằng 8. Rồi, ok. Tới đây thì sao nhở? Tới đây thì rút gọn đi một tí. Đấy, mình rút gọn đi một tí. 2x trừ 3x thì còn trừ x. 2y này cộng 3y thì thành 5y. 4 giữ nguyên. Trừ 4x cộng 6x thì ra dương 2x. Trừ 4y trừ 6y là trừ 10y. 8 giữ nguyên. Ok, và nó trở thành một cái hệ cơ bản như các hệ mình đang làm. Đúng chưa nào? Thì tới đây thì mình sẽ làm nhanh, tại hết bảng rồi mình sẽ không trình bày là nhân hai vế để cộng từng vế nữa. Mình sẽ làm như chương trình cũ nha. Chương trình cũ ấy là làm nhanh lắm các em ạ. Chương trình cũ là làm như này này. Nhân ở đây là 1 trừ 1x đúng không? Đây là 2, mình sẽ nhân 2 vào đây. Đấy, nhân 2 vào. Xong rồi x nhân 2 là trừ 2x luôn. Đấy. Rồi 5 nhân 2 là 10y. 4 nhân 2 là 8. Rồi ở dưới giữ nguyên, được chưa? Sau đó thì thấy như nào? À, đấy, chương trình cũ thì chúng ta chỉ cần ký hiệu mỗi chữ nhân 2 vào, sau đó mình tự động mình nhân 2 như này luôn, thì không cần phải lý luận gì hết. Đấy, còn chương trình mới là mình nhân và mình phải lý luận ra. Đấy, đó là sự khác biệt thôi, chẳng có gì khác nhau cả. Chương trình mới phải lý luận thêm câu là nhân cả hai vế, nhân từng vế. Còn chương trình cũ thì cứ thế em nhân thôi, em chỉ cần ký hiệu cái chỗ nhân 2 này rồi em cứ thế em nhân thôi. Ok. Rồi, đến đây thì mình sẽ thấy là trừ 2x với cả 2x thì nó đối nhau đúng không? Vậy mình sẽ cộng từng vế nhá. Mình sẽ cộng từng vế này. Đấy, ví dụ cộng từng vế đi. Thì mình sẽ ra trừ 2x cộng 2x thì nó chỉ còn là 0. 0x là hết đấy. Cộng 10 trừ 10 cũng hết luôn. Hết luôn. 8 cộng 8. À, 16. 0x cộng 0y bằng 16. 0 bằng 16, có nghĩa là 0 bằng 16. Đây là một điều vô lý, đúng không? Đây là một phương trình vô lý, làm sao 0 bằng 16 được? Làm gì có chuyện 0 bằng 16, đúng không? Quá là vô lý. Vậy thì phương trình này sẽ là phương trình vô nghiệm nhá. Đây sẽ là một phương trình vô nghiệm. Phương trình 0x cộng 0y bằng 16 vô nghiệm. Rồi, và kết luận là vậy. Hệ phương trình vô nghiệm. Ok. Rồi, xong. Nhá, xong. Thế nếu mà vô số nghiệm thì sao? Đấy, nếu mà vô số nghiệm thì sao? Giả sử chỗ này mà thêm một tí đi. Đấy, nốt một tí nó sợ không đủ dạng. Nốt một tí nữa nhá. Giả sử như chỗ này mà là âm 8 đi, chỗ này có thêm dấu trừ thôi. Đấy, ví dụ như là trừ 2x cộng 10y bằng 8. Rồi 2x trừ 10y bằng âm 8. Đấy, mình cộng hết cả hai vế, mình thấy 0x cộng 0y bằng 0. Thì đây lại là vô số nghiệm nhá. Cái này mình sẽ nói là phương trình này là phương trình vô số nghiệm. Bởi vì 0 bằng 0 là một điều luôn đúng, có nghĩa là x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu thì nó vẫn sẽ luôn đúng. Được chưa? Thì nó là vô số nghiệm. Còn cái này x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu thì nó luôn luôn sai. Không làm sao bằng 16 được, sai rõ ràng. Còn cái này là luôn đúng. Rồi. Và khi đó thì vô số nghiệm thì em phải kết luận như nào? Vậy hệ phương trình vô số nghiệm. Rồi, với nghiệm tổng quát là như thế nào? Biết nghiệm tổng quát nha. Để biết được nghiệm tổng quát thì mình sẽ phải
Có thể các bạn làm ra nhé, được chưa? Đây, mình sẽ chọn cái phương trình này đi. Đấy, dạy lại cách làm rồi tổng quát luôn này. Trừ x cộng 5y bằng 4 này. Cái này là nháp nha. Trừ x cộng 5y bằng 4. Thì các bạn thấy cái này x giữ lại nó dễ đúng không? Các bạn giữ lại x đi. Rồi, chuyển cái 4, 5y qua đây thành 4 trừ đi 5y. Ok, và tới đây mình sẽ bỏ dấu trừ đi, ra được là x sẽ bằng trừ 4 cộng 5y. Rồi, vậy là nghiệm tổng quát của mình sẽ là x thì luôn luôn bằng trừ 4 cộng 5y. X thì sẽ luôn luôn bằng trừ 4 cộng 5y. Còn y thì bằng bao nhiêu? Y thì là số nào cũng được. Y là số nào cũng được thì mình sẽ ghi là y thuộc R. Đấy. Nghĩa là cứ mỗi giá trị của y vào đây, mình sẽ tìm được một giá trị của x. Ok. Đấy, vậy là hoàn thành cái bài ngày hôm nay. Hệ phương trình bậc nhất hai ở. Đấy, thì trong quá trình anh làm thì có một bạn cứ phá anh thôi. Đây, bạn này này. Trong quá trình làm, bạn này cứ phá anh thôi. Đấy, giờ anh phải đi cho bạn này ăn.